Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên mọi nẻo đường của mùa xuân, trong không khí tháng riêng của mùa xuân ấm áp tràn đầy nhựa sống, mọi người lại nô nức du xuân, mỗi người chọn cho mình niềm vui riêng, nhưng tất cả là để được hòa vào với thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, cho lòng được trở về chốn tâm linh thanh thản và tràn đầy niềm tin, mong cho gia đình ấm no, hạnh phúc, vạn sự như ý. Cứ vào ngày mùng 10 tháng riêng hàng năm, đến hẹn lại lên, nhân dân huyện Bá Thước nói chung, nhân dân xứ Mường Khô nói riêng, lại nô nức chảy hội, lễ hội Mường Khô. Thực hiện kế hoạch số 15 của Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bá Thước. Hôm nay, lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước lần thứ 3 năm 2019 chính thức khai mạc. Vâng, và ngay bây giờ, chúng ta đang thấy đoàn rước kiệu đưa vong hồn danh nhân quận công Hà Công Thái và các tướng sĩ có công với nước của đất Mường Khô đang tiến về phía sân vận động để vào lễ đài làm lễ. Lễ khai mạc lễ hội Mường Khô lần thứ 3 năm 2019 xin phép được bắt đầu. Đoàn rước kiệu đón vong linh quận công Hà Công Thái và các vị tướng sĩ Mường Khô đang tiến vào lễ đài để chuẩn bị cho lễ dâng hương, xin quận công Hà Công Thái và các tướng sĩ Mường Khô có công với nước cho phép Mường Khô được tổ chức khai hội lễ hội Mường Khô lần thứ 3 năm 2019. Kính thưa toàn thể quý vị, để góp phần vào sự thành công của lễ hội Mường Khô lần thứ 3 năm 2019, xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, du khách thập phương cùng toàn thể bà con nhân dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng. Cổng chiêng là nhạc cụ mang giá trị văn hóa quan trọng trong đời sống cộng đồng của đồng bào dân tộc Mường. Cổng chiêng tham gia vào tất cả các hoạt động đời sống người Mường từ khi sinh ra cho đến khi về với đất mẹ. Chính vì vậy, người Mường coi cổng chiêng là báu vật trong người nhạc cụ và giữ gìn qua các thế hệ. Cổng chiêng của đồng bào dân tộc Mường bắt nguồn từ truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, được khẳng định trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật và được kế tục qua nhiều thế hệ. Từ xa xưa, người Mường đã thổi hồn cho cổng chiêng và sáng tác ra những điệu nhạc mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình. Người Mường có các lễ hội sử dụng cổng chiêng như lễ mừng nhà mới, thành hôn, lễ hội còn gọi là lễ hội xuống đồng. Đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực Tây Nguyên, người đánh cổng chiêng chủ yếu là nam giới, thì đối với đồng bào người Mường lại là nữ giới. Ngoài ý nghĩa âm nhạc, bộ cổng chiêng còn biểu hiện cho 12 tháng trong năm. Trống đồng được coi như là uy quyền của tầng lớp lãnh đạo lớn xưa, thì cổng chiêng lại lan tỏa trong đời sống của nhân dân. Cổng chiêng in sâu trong tâm trí của mỗi người dân, gia đình và dòng tộc. Ngay từ thế kỷ thứ 11, âm nhạc và không gian văn hóa cổng chiêng của người Mường đã phát triển không ngừng nghỉ. Văn hóa cổng chiêng và không gian văn hóa cổng chiêng đã ăn sâu bao dễ vào ngoài đời sống của đồng bào dân tộc Mường. Người Mường quan niệm cổng chiêng là biểu tượng của dân tộc và mang giá trị rất lớn. Thank you.
tấu cồng chiêng đặc sắc. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn võ cổ truyền của câu lạc bộ võ cổ truyền huyện Bá Thước. Thank you.
thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Để tiếp theo chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Từ Làng Sen, sáng tác Phạm Tuyên, biểu diễn Huyền Thanh, Hải Yến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để tiếp theo chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đu Đu Điềng Điềng, sáng tác Phạm Tịnh, biểu diễn Hoài Nam, Thu Nga cùng tốp múa Phù Họa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng với tiết mục đã diễn thành công vừa rồi.